Trần thứ Trần Nhân Tông, Trần Đạo rồi á, là mình sắp sửa hội họp hội Diên Hồng để mà gây dựng lại nước Việt mới. Tất cả con dân Việt Nam á, ai mà có dốt cỡ nào á, cũng phải nên lấy cái lịch sử của đời nhà Trần lại để mà hiểu biết. Tại vì mấy vị nhắc thì cái đó thường xuyên lắm, mới gần đây 2 tuần cũng có nhắc cái vụ đó. Con kêu mọi người phải học lại lịch sử nhà Trần, là vì sau này Việt Nam mình sẽ trở lại đời nhà Trần á. Trần Nhân Tông, Trần Nhân Tông một vị vua nhưng mà không thích làm vua, rồi nhường ngôi lại cho con, rồi lên núi Yên Tử tu. Nhưng mà sư phụ đâu phải là đi về trời đâu, sư phụ còn ở trên nước Việt hiện hữu luôn á. Thì lâu lâu á, mà mỗi lần đệ tử này á, mà ngồi vấn an á, thì sư phụ về dạy mấy câu ở cái tượng ngồi đó. Cho nên những cái tượng đây á, một việc đặt á, có nhiều người hỏi sao không có tượng ông vua Quang Trung, hay không có tượng ông vua Lê Lợi, hay là không có tượng vị này vị kia. Thế mình mới nói vị nào mà dạy cho kiệt này, vị nào mà nói chuyện với kiệt này á, là vị đó có tượng. Tại vì mình biết rõ ổng, còn mấy vị mà không có nói chuyện kiệt đâu có biết đâu. Cho nên những vị mà đó đó là đều có nói chuyện với kiệt qua hết. Những vị này cũng vậy, mấy vị Phật trong đó cũng vậy, trên đó cũng vậy. Chỗ này nó có lạ chỗ đó. Cho xin hỏi là giữa cái ranh làng Tàng Yên và An Hòa thì đó có trước mộ thân á, có một người về nói rằng cũng xưng rằng là Nguyễn Du Chợ là thần, ông thần Nguyễn Du Chợ, thì toàn là nói những chuyện mà độ đời thôi và nói chuyện thiên cơ. Thì xin hỏi chứ cái người đó có đúng là vị thần Nguyễn Du Chợ hay không? Ý Vân nói là ông nằm ở cỡ An Hòa đúng không, nhập cái xác vô đúng không, cầm cái thước rồi cái dĩa, mặc thì mặc cái áo rồi quấn cái khăn nhảy nhảy đúng không, thì viết chữ. Giữa 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 ranh cái ranh làng đó thì có rồi xưa gọi là thằng Te đó. Ở chỗ con á là có ông nằm ớt á, hồi lúc con còn nhỏ bển 8 9 tuổi á, mà mỗi lần ông Nguyễn ông Trực mà nhập xác vô ổng á, con ngồi coi trộn nhảy lên bàn, ổng múa 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 cũng mặc đồ không, rồi cái ổng viết chữ, ổng viết chữ lại bình thường xuất ra ổng đâu có biết viết chữ Tàu đâu, nhưng mà mỗi lần nhập vô là ổng làm đủ hết thì chỉ bệnh được hết đó là thiệt á. Mấy vị thần á mượn xác nhập vô là chuyện thường. Tại vì muốn hỏi đầu tiên muốn hỏi thiệt hay là không thiệt, cái Thiệt đó sẽ hỏi tiếp tục là nói rất nhiều cái chuyện thiên cơ mà những cái câu chuyện đó hồi đó thật sự lúc còn nhỏ trước mẫu thân mà bà nội mình đi về hay nói nội à trời ông thần nói mà cái chuyện đói của Việt Nam mình nó rực giá sao mà đói bị xứ rực giá thời gian đó là ruộng lúa quá nhiều, nói ông cái này ông thần nói nội đâu biết. Thì bây giờ đó mình thấy nó tới thành ra giữa cái câu nói đó với câu nói ngày hôm nay của chú kia cái tên Thiên Công Sơn thì nó quá trùng hợp, cho nên mình mới thấy rằng trùng mà quá trùng. Nhưng mà Việt Nam mình còn nhiều cái không bao giờ ngờ đâu, để đến thế nào mà nước tới miệng cũng chưa biết sợ, tới lỗ mũi mới biết sợ. Tại vì con nói rõ luôn cái gì á, lúc cái mùa Covid là con bên đây con điều khiển, sorry không phải, tức là monitor, tức là theo dõi. À, bắt đầu lên số bệnh nhiều quá cái quản hồn chạy lên điện cha điện mẹ túc trên đỉnh núi, ngồi xuống cái cha hiện về cho con xin đi, bệnh chết giờ nhiều quá. Cái là ở bên đây giống như bữa nghe cũng vậy, nó tấn công Ukraine chết, nó sắp sửa chiếm Âu Châu rồi, quý vị ơi xuống cứu vậy hả, con xin nè. À, tức là ở trên á, cho con là giống mang sắc phàm là đại diện cho tất cả 8 tỷ người,
mà lời con xin á là rất là hữu hiệu, mà con xin nhiều thứ được lắm. Cái vụ mà đói chuyện này á, là hồi bữa 30 tháng 4 có cái video, không biết quý vị có coi không. Con xin á, nếu không xin á bây giờ là khủng khiếp nữa. Mà khi mình xin á là hiểu là cái gì không, cũng giống như bác có tiền trong túi có 10.000 đô mà bác thấy mấy đứa con bác mắc nợ quá, bác cho đứa 500, 300, rồi cuối cùng cái túi bác còn đúng 10.000 không vậy? Cái sức á, cái tuổi thọ đó giảm đúng không? À, con xin nhiều lắm. Thì xin cho Việt Nam rồi bác yên tâm, có đói nhưng mà không đến nỗi. Chỉ bây giờ á, là do thằng Nghe đó, nó cấm không cho Ukraine đi qua á, là cái thằng Ai Cập á, là sẽ chết. Rồi Phi Châu, tại cơ vận không chỉ riêng nước Việt, cơ vận là đi cho thế giới. Rồi hôm nay Ấn Độ không có sản xuất, nói mà vừa Ấn Độ nó không sản xuất thôi, nói Mỹ là thiếu gì gạo, vậy mà nó tăng giá lên rồi Costco ai đứng sắp hàng và đóng để dành đi mua gạo. Cái miệng con thị của nó bậy chúng bạ nhiều lắm. Kỳ này là Việt Nam mình là con thấy là ở miền Trung á, là hơi thơi thảm á. Tự về đúng ra mình cũng phải cần cái mấy cái đứa người nổi tiếng như ca sĩ này nọ để mà họ đứng lên, tại vì một người nổi tiếng á, họ quy tụ được, họ có tiếng nói. Nhưng mà khổ hơn cái mấy ông mà phía sau lưng á, mấy ông Mặt Trận Giải Phóng hay là mấy ông gì á, đứng sau lưng của cái đám mà nổi tiếng nè, giống mà đứng sau lưng Võ Hoàng Yên, đứng sau lưng đứa này đứa nọ đó, lại làm sai. Cái bản thân tụi nó cũng chưa chắc nó muốn làm sai nữa, cần gì đâu. Tại vì đối với họ là danh tiếng ca là quan trọng đúng không, họ đâu có muốn thấy cái risky, cái mạo hiểm đó đâu. Nhưng mà vì hoàn cảnh bắt buộc, đến hôm nay chuyện đã xảy ra thiệt, chả ai lên tiếng hết. Chẳng lẽ giờ mấy ông công an lên tiếng để xin dân coi mặt mũi còn đâu. Bây giờ bảo đảm với bác, chính phủ Việt Nam không có cái gì, không có chiến lược gì để mà khi mà như điện nè, hết điện cũng không có cái gì để đỡ, ngày mai đói cũng không có gì nữa, mà toàn là nói chuyện trên trời dưới đất không à. Tức là mấy ông không có chiến lược gì để lo cho dân hết. Còn bây giờ đi bán gạo nữa, ở trong khi á, mà đồng bằng sông Cửu Long của mình là nước Việt Nam là cái nơi gạo lúa phì nhiêu sức cản trên thế giới, mà sau này á sẽ không còn nữa, là vì Trung Cộng nó khôn lắm, nó muốn tàn phá hết đất nước Việt, nó cho nổ mìn ở ngoài mấy cái san hô, mấy ngoài biển vịnh Thái Lan á, là dùng Kiên Giang mình, chừng nào Biển Đông không có cá người ta về đó, ông Trần Trình ông nói chừng nào Biển Đông hết cá thì ta lại về á. Thì bây giờ là đúng, Trung Cộng nó mưu mô nha, sập nó giật hết san hô, không có san hô cá không có đẻ được. Mà ở Mỹ này san hô nó quý lắm, ai tàu nào mà đụng như san hô là thường cả triệu triệu á, tại san hô nó tạo cả trăm năm mới có. Rồi cái nó bỏ ốc bươu vàng vô nghe, ở dưới đồng ruộng á, để cho ruộng mình hư nha. Bây giờ ốc bươu vàng đâu có ấy nữa. Rồi giờ cái nó dụ dân bỏ đất trồng lúa đi trồng cây này cây kia, rồi bỏ phân bỏ này nọ, cái đất á nó cũng giống như một món đất, nó có cái chất khoáng của nó. Mà giờ bỏ phân nhiều quá mai mốt làm ruộng không lại không có được à. Rồi nó dụ đủ kiểu hết. Trung Cộng mà mưu mô nó tính lâu dài để nó thôn tính nước mình thì nó phải tính lâu dài. Rồi nó cho dân vô để mà lai giống nghe, để mốt bầu một cái là toàn là họ xì dầu không à. Rồi bây giờ là 14 cái đập ở thượng nguồn sông Cửu Long nó chặn lại hết. Lúc thì cần nước thì nó không cho nước, lúc không cần nước thì nó chặn lại cái nước biển vô. Cho nên sau này Việt Nam không còn như ngày xưa, nếu mà không có một người lãnh đạo làm nhìn thấy mấy cái này. Rồi mấy cái Formosa, một giọt acid thôi, giọt nước mà ấy, mà chất độc á, mà ra ngoài đó thì là không có con cá nào mà ở vùng biển đó. Vậy mà cho Formosa thải chất độc ra là gì, quá trời trắng trợn luôn, giết cả cái miền Trung á. Mà đã lỡ nhận bao thơ rồi thì phải làm thôi. Làm để làm chi? Làm để diệt chủng con cháu của mình. Một cái ông mà họ Nguyễn nhận bao thơ thì cái dòng họ của ổng cũng bị tiêu diệt chung thôi.
mà hôm nay ổng no thôi nhưng mà con cháu ổng sẽ bị đói. Ổng không có nghĩ cái đó. Một ông họ Trần mà nhận cái bao thơ của Trung Cộng thì cả họ Trần ổng cũng sẽ bị nghiệp quả. Chuyện rõ ràng ràng mình thấy, ở trên cũng nhìn thấy. Đừng nghe những gì Trung Cộng nói, hãy nhìn kỹ những gì Trung Cộng nó làm. Giờ bác thấy mấy cái vụ mùa, vụ lúa đồ của Việt Nam không có thuận lợi như những thời trước 75. Tuy là mình làm một năm mình chỉ có hai mùa, hay một mùa thôi, nhưng mà bây giờ mình bị đói khổ đâu. Bây giờ ở Việt Nam mỗi ngày mà bắt ra tiệm, ra đường hay là cả trong nhà mình, trừ dưới quê mấy rau ở ngoài ao rồi mình hái thì có thể là nó sạch sẽ, chứ còn mà lên thành phố hả, không có gì mà không có chất độc. Vô nhà hàng không có cái gì mà nó không cầm cái kim mà nó chích vô hết á. Mục đích là ăn chi? Ăn cho chết. Ở Mỹ này mà ai đụng tới cái đó là ở tù á, mình mới, Mỹ nó kỹ mấy cái đó lắm. Nó chỉ cần phát hiện thôi, một cái gỗ cherry mà có chất độc thôi là cả nước Mỹ này á, mỗi cái chợ xếp quê phải dục rác, không có được bán nữa. Nó lo sức khỏe cho dân đến độ đó. Còn Việt Nam mình có chỗ ăn như nữa, dẹp nhét cái tiền cái im cái họng. Rồi cái ngày mai có người kia bị chết, nhét cái tiền cái im cái họng. Theo con mà tính âm thầm, mỗi một ngày nước Việt mình âm thầm chết đói với bệnh tật mà chết tầm 7, với thiếu tiền mà chết mà không có vô nhà thương mà không ai ngó đó, cũng cả nghìn người đó. Mà hiện giờ ở ngoài này mình thấy im re đúng không? Tại con số lượng nó chết cũng giống như là một cái hồ nước, rồi nó bị chảy ra chút chút vậy. Giống như nó, nhưng mà đó là một cái chết lớn so với những quốc gia khác. Một ngày nhất cũng có ngàn người bị chết, gọi là chết oan đó. Thiếu tiền, thiếu dinh dưỡng, thiếu ăn mấy cái chất độc bậy bạ ung thư. Âm thầm ra đi. Kệ, cho xin hỏi tiếp cái câu là hồi đó mình sống vì cộng, mình đã từng nghe rằng 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Những cái câu nói thường thường đó, hồi đó mình ở tù cải tạo đó, một câu nói đó là chửi rủa một tuần lễ, bây giờ này nó đi ngược hết hoàn toàn, mình đã hiểu rồi. Thì bây giờ đó, tình trạng của những đứa trẻ Việt Nam đó, sau 50 năm miền Nam sống với cộng sản và miền Bắc gần 100 năm, thì đầu óc của những người trẻ sau này đó, nó không còn bình thường nữa, nó hoàn toàn là tệ hại. Thì mai mốt đây cộng sản không còn rồi, nước Việt Nam mình có một cái người tài lãnh đạo, làm thế nào mà để cho Việt Nam phát triển mau lẹ được? Có nhiều người hỏi bằng câu này, những cái người mà chính trị lỗi lạc trong cộng đồng ở nước Việt Nam mà như Kiệt nói, mà muốn thành cường quốc giàu mạnh phải 30 năm, Kiệt này nói 3 năm. Còn cái số lượng 18-40 hôm nay là ở Việt Nam nó bị nhồi sọ, nhưng mà trong đó rất là nhiều đứa rất là khôn, nó chỉ bị nhồi sọ trong nước thôi. Mà mở cảng mà du học sinh mà qua Mỹ, 10 đứa du học sinh qua là nó thấy ê trời. Một chục đứa mà qua mà ký với ông Nguyễn Văn Thanh thì là không có chơi với mấy đứa nhỏ lớn lên ở Mỹ để mà nó đừng có học cái lối quen ăn bơ ăn sữa của Mỹ, là nó biết là gạt nó rồi. Là 10 đứa qua đây kêu về Việt Nam không về, là mình không có lo cái vấn đề đó. Chỉ lo cái vấn đề nó ở trong kia, bây giờ nó tối ngày nó nhốt trong cái lồng như là một đống ếch mà nằm dưới cái giếng vậy đó. Mình thấy bầu trời có nhiêu đó là cái đám khoa lắc á. Cho nên khoa lắc nó nổi tiếng là gì? Đưa hải ngoại rồi nó đưa mấy cái hình lên, rồi làm cho mấy kia ham muốn, đúng không? Còn cái đứa mà được du học qua Mỹ nó sáng mắt. Nè, du học qua Mỹ nè, du học qua Mỹ thiếu gì? Sáng mắt rồi. Cộng lại 6 triệu chim hiền, mấy đứa lớn lên này đẻ ra đây lớn lên tiếng Mỹ. Đức thầy có nói với chuyện một câu cách đây 3 năm về trước à. Con biết
ngoài cái tài nguyên mà cha mẹ đã dành để lại cho con sau này để mà gây dựng nước Việt, còn có một cái nó lớn hơn, vô giá. Ngoài đó là một cái chất xám của chim hiền như bác nè, đẻ ra. Thì những đứa này sau khi mà một quốc gia mà những cái ngành kỹ thuật cao cấp đây nè, tất cả ngành nghề đều có người Việt hết. Rồi trong quân đội của Mỹ cũng có quá trời những người lỗi lạc nữa. 3 năm à? Là sao? Là vì nước Tàu nó 1.4 tỷ mà từ lúc mà Kissinger qua bển á, là nó lên trong vòng 10 năm là lên được như gió. Còn nước Việt Nam mình á, không có tới 8% dân số của nó, mà trong khi tất cả những kinh tế của Tàu, cả mấy nghìn hãng như hãng Di Mạch, nó bỏ hết nước Tàu, nó qua nước Việt Nam mình á, con nói 3 năm là hơi chậm, 3 tháng à. Có nghĩ cái đó không? Tại vì ở Mỹ này nó không có cái số lượng mà trình độ cao. Tại người Á Châu mình á, người Tàu, người Việt, người Nam Hàn với người Nhật, người Việt Nam mình khôn hơn mấy thằng này á. Mà trong khi với cái dân số nước Tàu lớn hơn nước mình khủng khiếp, mà hồi xưa á, mình nhìn lại đi, thời Mao Trạch Đông mình chết đói 60 triệu người đúng không? Mà hôm nay á, chỉ một cái thôi, bây giờ nó có xe high speed, là xe điện, là máy bay, nó làm đủ trò hết. Rồi hải quân nó bây giờ lớn mạnh, nó lớn như là con khủng long thổi vậy đó. Còn Việt Nam mình á là con gì, nhỏ xíu vậy nè. Là bao nhiêu công ty mạch này của Tàu mà nó rời khỏi nước Việt, mà nó rời khỏi nước Tàu mà vô nước Việt không 3 năm là gì? Ở trên nói vậy á, cộng với chất xám ở đây mình có nữa, những cái người leader, những manager, những cái người giỏi kỹ sư của Mỹ vùng này á, là có sẵn nữa, xong luôn. Còn cái nhóm mà ở Việt Nam mà bác đang tình sơn, bác đang lo đó, nó cũng thay đổi cũng lẹ lắm. Nó không thay đổi là nó chết à. Tại vì nó cũng thuộc dạng là giống như anh hùng mà không gặp thời thôi. Chứ còn nếu nó gặp thời, nó cũng đi theo mình thôi. Nên bác đừng lo chuyện đó. Mình chỉ lo là cái ngày á, cái ngày mà đổi màu áo á, cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng, cấm lại dinh độc lập á, mà Đức Thầy nói á, kêu con phải tôn trọng cái lá cờ đó đó. Chỉ có cái ngày đó là cái đám mà gọi là cái đám con bữa con đặt cái tên là Kim Cương á. Kim Cương là Rhino của Việt Nam mà, nó làm mà nồi cháo heo ở đây, rồi thập cẩm Nam Cali, rồi đậu hũ Houston này đó. Cái đám đó nó sẽ quậy tiếp, nó sẽ không có chịu mà buông. Thì cái đám đó là cái đám tội đồ nặng nhất của dân tộc, chứ không phải là mấy thằng đảng viên thưởng đâu có gì đâu, thưởng vô tư. Tại vì không ai làm chủ tịch nước đưa tôi lên tôi làm, ai cũng sợ bị dân chửi cho tôi không sợ. Đại khái là nó không có tội. Nhưng mà cái đám Kim Cương á, ở đây nhiều lắm, 220.000 người. Mà cái đám đó nó cũng ăn chịu cái lợi lộc ở dưới phía bên kia. Con đặt đám là đám Kim Cương, mà cái này tên của mình con đặt không? Chưa có, ngoài đó chưa có ai hiểu. Đấy, nằm dũng đây nhiều lắm. Nhiệm vụ của họ là cái gì? Nhiệm vụ của họ là làm cho cộng đồng không có đoàn kết. Và muốn ăn trên ngồi rồi trên đầu của người ta không à? Đám Kim Cương á. Cái đám đó là cái đám mà kiếm chuyện với cái núi này nữa. Cái thằng cộng sản đó bên kia xa, nó đâu có biết lực lệ đâu. Còn nó này lớn lên đây, rồi nó tay trong tay ngoài với mấy thằng đó, nó ăn hiếp còn nhiều lắm. Kim Cương hải ngoại. Có ai hiểu Kim Cương là cái gì không? Ở đây có một hai người hiểu, ở đây có ai hiểu không? Mình nói đây cho người ta hiểu. Bác hiểu. Có nghe rồi. Ừ. Tại vì hồi xưa cái bà đóng phim ca sĩ Kim Cương á, bà là tình báo của cộng sản. Rồi bà nằm dùng ở Sài Gòn á. Rồi hôm nay á, một đám mà hải ngoại cũng vượt biên với mình, cũng là HO luôn nghe. Cũng có mấy ông HO nữa.
rồi trong hội đoàn này, hội đoàn hải quân, hội đoàn sĩ quan Đà Lạt, hội này hội kia cũng là có kim cương nữa, có kim cương nằm dùng nữa, thì con đặt chung gom gom lại thành một tên là kim cương hải ngoại, kim cương thời đại, nhiều lắm. Còn như kiểu như Hoàng Duy Hùng ở Houston á, chịu chơi á, theo cái lá cờ đỏ sao vàng á, là không phải kim cương, mày là cái gì ta, cục đất rồi, đất vàng nè. Đã. Ok. Còn vậy nó không thôi mình đi nha. Ai hỏi gì cứ hỏi. Nãy giờ mát quá. Xưa bác làm chức gì? Nói là trong quân đội cấp bậc nhỏ thôi, đều có đi chạy đi ở tù 2 năm. Thế à? Làm ít quá. Trình diện ở Sài Gòn, chứ còn trình diện ở Rạch Giá là đi U Minh không biết bao lâu à. U Minh, kinh làng thứ 7 hả? Dạ. Ở đây mấy người lớn tuổi mà gọi là còn có đủ mà giống như nguy tính mà đại diện được cho khối diện người Việt hải ngoại đó cũng còn, nhưng mà rất là ít, không có nhiều nếu mà tính theo cấp bậc á. Tại vì gần đây á, Hùng thì không nói mấy gì á, kêu con liên kết với những người đó để mà từ từ để cho họ có cái sự chuẩn bị. Bề ngoài á, chuyện của con làm là chuyện thiệt, còn ở bên kia mấy người kia thì họ có nghĩ là sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Chỗ nào nước nào mà cộng sản mà nắm chính quyền rồi mãi mãi là cộng sản, tự nhiên nó nghĩ là đốt sách cái là không ai biết được, không cái Bùi Hiền đổi chữ cái là không ai biết chuyện gì, nó cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi ông trời không bao giờ để cho những người ác được tội nguyện, nên ta sẽ không bao giờ thắng chánh. Con là còn nửa bài kính thiên chưa có làm xong, cho nên cũng là nóng ruột, cũng là không phải nóng nữa, mình tu mình không có bồn chồn như người thường, nhưng mà mình nhìn thấy dân khổ quá. Cái mỗi lần thấy dân khổ quá, đói không có việc làm, thành phố thì tiêu điều, mà trong khi công ăn việc làm nó rút ra khỏi tàu, mà nó không vô nước Việt mà đi vô Mã Lai, rồi nó vô Ấn Độ, vô Indo, nơi tầm bậy không à. Mình thấy mình buồn cho cái dân mình. Mình buồn dân mình là gì? Cái mình mới giận 200 thằng. Tại 4 triệu thằng nó không có lỗi, 4 triệu thằng là đảng viên là đi làm thôi để mà kiếm sống. Chỉ có 200 thằng là nắm quyền sanh sát trên 100 triệu dân. Trên 100 họ, mấy thằng đó mới là đáng tính. Đáng tính sổ. Tại vì ngày nào mấy bà vợ của mấy thằng đó cũng có người ta chở một cái xe tiền thảy vô nhà, mà không nhận là mấy cái thằng đưa xe tới nó buồn nữa, sướng quá vậy. Chỉ có 200 người thôi, mà giàu cho 200 ông đó là đại lực sĩ mạnh cũng như là khủng long này nữa, chẳng lẽ mỗi người như, cho nó là người khổng lồ đi, mà mấy người này là người tí hon, chẳng lẽ 100 triệu tí hon đè không lại 200 thằng khổng lồ hả? Bây giờ cho tướng nó người bự khổng lồ giống như trong phim vậy đó. Còn 100 triệu dân là người tí hon. Cái số lượng đông vẫn là thắng. Vậy mà để 200 người kể cổ.
chung quy lại đói Việt Nam sẽ đói, đói lã thay thi. Rồi nạn cướp bóc. Nên con khuyên đó là chỉ có bây giờ đạo nào nấy giữ, phải gán tập ngồi thiền đúng không? Chỉ có ngồi thiền thôi, ngồi thiền để qua ngày để mà chờ. Ok, không ai hỏi thì thôi mình đi ăn cơm nha, đó bụng ơi. Ngồi đi. Sao? Không có ai ngồi đây, bữa nay nhiều người cũng đông quá ha. Đây. Cảnh Thiên Long Sơn. Ok, thôi giờ tạm biệt nha, mình đi ăn cơm nha.